Hiện nay, mỗi tàu ra Trường Sa đều tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa để bảo vệ tắc đảo, giải biển chủ quyền trong trận chiến Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Để được bình yên như ngày hôm nay, bây giờ phụ ảnh xương máu của bao nhiêu thế hệ cha chúng ta trước đây sự kiện 14 tháng 3 năm 88 và ngay bây giờ thì vẫn có nguy cơ nó xảy ra, cho nên chúng ta không thể chủ quan, lúc nào cũng phải cảnh giác. Dưới cái nắng chói chang giữa biển trời bao la, tất cả mọi người trong đoàn công tác xúc động, cúi mình tưởng niệm và kính cẩn dâng hương trước anh linh các liệt sĩ. Giờ này, đoàn công tác cùng cán bộ chiến sĩ tàu 511 đã có mặt tại vùng biển Quy Linh, Nên Đao, Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa. Nơi đây, 35 năm về trước, ngày 14 tháng 3 năm 1985, đã diễn ra cuộc chiến đấu anh dũng của cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong giờ phút thiêng liêng, buồn buồn xúc động với lòng thành kính và niềm yêu thương vô hạn, đoàn công tác xin kính cẩn thiêng mình trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ, những người quan ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến chọn đời mình vì sự toàn vẹn của biển đảo đẹp lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn với các gia đình, dòng họ, quê hương đã sinh ra các anh, để tên tuổi, công lao của các anh mãi mãi đi vào lịch sử trường tồn của dân tộc, non sông của nước ta. Trong lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn có vị trí chiến lược là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Theo suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ người Việt đã bằng xương máu, công sức, mồ hôi, nước mắt và sắc lập quản lý bảo vệ chắc chủ quyền biển đảo quốc gia trên biển Đông, trong đó có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.